Chào bạn nha. Rất là vui khi mà sáng nay cái video mà tôi phân tích giá bao giờ cũng sẽ được hồi về. Khi Bitcoin về buổi sáng nay, giá sẽ được hồi về đường giữa của Bollinger Band, sau đó xuống tiếp. Xung lực của thị trường châu Á sáng nay không đủ mạnh để lên tiếp tạo đà những cái cú pump của những lần trước. Lần trước cứ xuống bao nhiêu thì phiên Á, châu Á là gồm Nhật Bản và Trung Quốc lại mua vào và lại tiếp tục tăng. Cứ xuống bao nhiêu thì lại tiếp tục lên ạ. Các thị trường lần trước cứ bao nhiêu lại lên bấy nhiêu, cứ xuống bao nhiêu lại lên bấy nhiêu. Rất nhiều lần có một cái cú pump và đầm, cứ như vậy. Thế thì giống như việc phân tích, chúng tôi cũng luôn luôn đưa ra các giải pháp của Bitcoin. Và vì sao chúng ta phải phân tích Bitcoin? Nếu chúng ta phân tích được Bitcoin, chúng ta sẽ thấy được các yếu tố về giá đấu giữa các đồng coin khác đối với Bitcoin. Chúng ta đang chờ một cái mức chinh phục cái giá tại cái điểm là 2143. Nếu cây nến này và xuống được quá 2143, lập tức thì nó sẽ xuống tiếp xuống mức 2026. Trong trường hợp nữa nó không xuống 2026, nó sẽ xuống 1838. Đây là một những mức chinh phục. Tuy nhiên chúng ta ngày mai MT4 sẽ đóng cửa. Chúng ta chờ cái lực bắt đáy của thị trường Trung Quốc. Nếu trong trường hợp tại cái mức giá của 2143 thì nó sẽ vù lên. Khi vù lên nó sẽ tạo được một cái xung lực tại đường viền của đám mây tại mức giá là 2356. Trường hợp tiếp theo, nếu trong trường hợp vượt quá 2356, vượt trên đám mây Ichimoku và đám mây Ichimoku đã đổi màu thì mới có thể đà tăng tiếp. Vậy câu hỏi đặt ra là gì ạ? Bitcoin nó có tăng giá hay không? Xin thưa rằng nó phải phụ thuộc vào các yếu tố. Yếu tố thứ nhất là các mức cản tạm thời, các mức chinh phục giá tạm thời, các mức chinh phục giá mà trước đây đã đạt được, các mức chinh phục giá mà đêm hôm qua đã hình thành thì nó phải vượt qua, nó phải chinh phục qua thì bắt đầu mới tăng giá được. Tiếp theo nữa, nó phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường Nhật Bản và Trung Quốc vào ngày mai. Vậy thì còn nhiều người kỳ vọng giá Bitcoin lên. Thực chất rằng thì chúng ta phải hiểu là không có cái gì lên ngay rồi xuống ngay, và cũng không có cái gì cái là xuống ngay rồi lại lên ngay. Do vậy nó phải test qua rất nhiều các mức thử, về tâm lý đám đông, về nhu cầu sở hữu, và đặc biệt là cái thị trường mới nổi đó là Trung Quốc và Nhật Bản, là hai cái cường quốc về sở hữu về Bitcoin họ đưa ra. Có người lại nói rằng đây là một cái bong bóng, và có thể nói rằng là bong bóng xì hơi, nhưng bây giờ chúng ta vẫn đang có một cái niềm tin vào Bitcoin. Đó là một cái tài sản dự trữ an toàn trong cái thời kỳ kỷ nguyên số này. Tuy nhiên Trung Quốc và Nhật Bản hôm nay cái động thái mua vào buổi sáng không đủ mạnh. Do vậy tôi vẫn tin rằng là tuần tới Bitcoin sẽ giảm điểm là điều hiển nhiên. Thứ hai nữa, chúng ta chờ xem cái việc phân tích của ngày mai. Khi mà MT4 đóng cửa, chúng ta sẽ coi ở Coincap và Polo Exchange để chúng ta biết được là vì sao Bitcoin có thể giảm điểm. Thứ hai nữa, ADX hiện tại đang rất là ủng hộ xu hướng xuống. RSI cũng đang bắt đầu ủng hộ một cái xu hướng xuống. Nếu trường hợp các mức giá mà giữ được quá một tiếng thì chúng ta sẽ có được cái mức cản tiếp theo. Trong trường hợp mà vượt quá các mức cản cũng như là các mức chinh phục trước, lập tức là gì ạ? Sẽ có một cái xu hướng khác ở cái mức giá. Vậy thì các vùng giá được thiết lập, nếu trong trường hợp thị trường Trung Quốc và thị trường Nhật Bản chốt lời và kiên quyết không mua vào, chờ đánh đắm một cái vùng giá thấp nữa, thì chắc chắn rằng là Bitcoin sẽ chinh phục cái vùng giá thấp. Tôi nghiêng về 70% cơ hội tuần tới Bitcoin sẽ xuống nhiều hơn là 70% cơ hội sẽ lên. Tất nhiên nhìn Bitcoin để chúng ta soi các cặp coin khác. Các cặp coin khác sẽ được tạo đà hưng phấn hơn để cho cái đà của các cặp khác. Vậy nhìn Bitcoin để suy ra các cái mẫu số của Bitcoin là tử số với Siacoin, Dogecoin hay là một số các cặp khác. Từ Bitcoin là mẫu số, chúng ta có thể suy ra rất nhiều các cặp khác với cái đà hưng phấn của Dogecoin, của Ripple rất nhiều. Đón xem các thông tin của Tradecoin cũng như là một số các thông tin dựa vào Bitcoin để đưa ra các mức giá để chúng ta có thể thấy được các cái cách để chúng ta phân tích. Đón chào các khóa học của tradecoin.edu.vn, đăng ký trong vốn đầu tư.com và đầu tư gì.vn. Xin được kính chào và hẹn gặp lại các bạn.